Quang ơi, tao sắp đi xa thật rồi Trung. Mày đừng nói dại. Quang, tao chỉ thương má tao, đợi tao, không bài thơ. Cho ship qua, chẳng nói đông đâu. Theo lời tôi. Về nhà vui không anh? Ừ. Chị và các cháu đâu rồi? Chú ba. Mình vợ chị hai. Ủa, thằng mới đó anh? Ồ, thằng đó nó nhổ giò cao gần bằng chú rồi. À, nhưng lông mày nó rậm anh chưa? Chúc mừng ông tiểu đoàn trưởng. Ôi, chú mày sao? Chú Thắng đi chưa hứng lấy vợ chưa? Hứng lấy vợ? Ừ. Hồi nào vậy? Để ăn rồi hãy kể. Thôi đừng có nói. Sao anh? Ta nói chuyện như bể bụng mà nó làm tôi cũng muốn bể đầu. Chỉ có Út Giảng là giỏi. Dạ. Kính chào anh chỉ huy ạ. Mời con ngồi. Dạ thưa, em học sinh trường Áo Tím ở Sài Gòn. Mời cô. Thích kháng chiến nên em trốn nhà đi đó. Nghe nói vùng này có một đại đội về quốc đoàn. Em tính xin đầu quân. Không biết mấy anh có nhận cho không? Sở dĩ em chọn vùng này là vì ở đây đất khô, lại có cây cao bóng mát. Chứ ở Đồng Tháp, trời ơi, em sợ đỉa lắm. Cô có thể... Dạ thưa, em cũng biết chút ít về thuốc men. Dạ, tùy anh bố trí việc gì, em cũng làm được hết. Vậy hả? Hồi ở bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, em biết không, dưới quyền anh là một lô nữ y tá đẹp như tiên. Mà nghề thôi khỏi chê mà tôi... Dạ anh... chào các anh các chị. Chào anh. Cô Yến có thể làm những gì nào? Dạ em có học sơ qua nghề thuốc. Em biết lấy temperature, tiêm intravenous, sucutane, làm lavement, pansement, curettage. Dạ, em mới học có chừng đó. Có gì anh dạy thêm em nha. Chừng đó ở đây cô có thể là mê sanh rồi. Không ngờ anh Thạnh là người ngâm thơ thiệt hay, mà trị bệnh cũng thiệt tài. Ôi, cái thứ học trò lêu bêu, không có chó bắt mèo ăn cứt. Giao quân y cho gia, chẳng khác nào giao trứng cho ác.
Và lại gia vợ con đùm đề rồi. Anh hứng mới từng đó tuổi mà đã làm tới chánh trị viên, sau này thì phải biết. Cái đồ dốt đặt cán mai, phải cán gì? Chẳng qua là nhờ ông Thắng đỡ đầu. Cái đồ chăn trâu mà cũng bày đặt bỏ áo vô quần. Tôi nghĩ cô Yến vào đại độ ba không ngẫu nhiên. Việc làm quen với hứng đầu tiên càng nên suy nghĩ. Ôi, chuyện trai gái mà hơi đâu không biết. Còn giao bất hòa với hứng và thằng thì nhất định không phải vô ý. Thì trai chưa vợ, gái chưa chồng, một mái tới hai cò, chuyện đó là thương tình. Nè, bộ hồi ông chưa vợ không tranh mái với cò nào sao? Nhờ chú Hai, chú Út và toàn thể đơn vị, tôi rất hạnh phúc được xây dựng gia đình với anh Hứng. Tôi hứa sẽ đặt hạnh phúc riêng trong hạnh phúc chung. Trước có một mình thì cố gắng một, nay đã có đôi bạn, tôi sẽ xin cố gắng 10. Con nhỏ ăn nói khùng. Kỳ ố vậy? Anh Hai thấy đó, Yến với em yêu nhau thiệt mà. Hạnh phúc kia chú mày. Dạ. Cổ hâm, hãy tôi liếc mắt cô nào, cổ tự tử liền. Anh Hai, công việc của đại đội tôi đã sắp đâu vào đấy cả rồi. Ngày mai xin phép anh đưa Yến ra rẫy đại đội nghỉ một tuần. Cảm ơn anh Hai. Đồ quỷ cái. Hưng ơi Hưng, qua nhà ông Hưng. Chú Hai đó hả? Đi đâu sớm vậy? Không chỉ là quỷ cái mà toàn bộ hồ sơ lý lịch của cán bộ đại đội đã biến mất. Đầu lọt vào vị trí đại lộ 3 rồi. Đội hình có hơi khác với tình trinh sát. Không sao, nổ mìn vẫn đại 1, hơi tiếc đại 3 ở không. Thank you.
anh hứng chắc khó qua, phỏng trên 90%, không có cách nào cứu nổi. Thưa đồng chí chính quỷ, tôi nhận xét tình trạng sức khỏe của đồng chí Hứng với tư cách một thầy thuốc và với tư cách một cán bộ cách mạng. Tôi tin đồng chí. Anh hai, bon. Tôi khỏe rồi. Chú Hứng ra sao? Hứng. Anh hai, anh Tăng, tôi với anh giới thiệu anh hai vào đảng. Chân anh không sao chứ? Ôi, nhầm nhò gì, qua là lơ xe mà. Anh Sáu dùng cơm, cho anh dĩa cơm. Ủa, sao biết qua thứ Sáu? Sáu Cường nổi tiếng, ai không biết. Bộ thấy cú đá của qua rồi đổ chân vậy hả? Qua thứ Hai. Thiệt ra, cha mẹ qua cũng không biết mà. Anh em qua cũng không biết có hay không. Kêu thứ mấy cũng được, thứ Hai cũng được, thứ Ba cũng được, Út cũng xong. Và cú đá dò lái học được của một sư phụ người Miên Lai. Thử chơi vài lần, lỡ làm tắt thở mấy đứa, nên anh em giang hồ tôn qua làm anh hai. Anh hai. Qua bạn nhậu chơi anh hai. Gà qua nha. Gà rút xương. Bò xào củ hành. Ý tiệm này có cái món sườn ngâm giấm, nhậu là gì ác liệt lắm anh hai. Em kêu qua đây luôn cũng được nha anh hai. Rồi không là không. Anh hai kỳ thế mồ hả? Tạm gì chú nhỏ này được rồi. Gì chứ cơm sườn, em dám mời anh hai suốt đời mãn kiếp anh hai. Mày thử khiêng cả con heo quay lại đây, biểu tao đổi dĩa cơm sườn này, thử tao có thèm không. Cho dĩa cơm nữa. Chú nhỏ tốt bụng thiệt tình. Chú còn bao nhiêu đó? 4 cát. Để qua kêu, có 1 cát thôi. Dĩa cơm trắng với lại tôm càng ram. Nè, bỏ tiết liền hả? Cho một ly mềm bếp. Mấy bữa nay thiếu rượu, có sô me nó cửa quậy, buồn ngủ thấy bộ. Ủa, ra đi hồi nào vậy? Quen hả? Qua mà thèm quen với cái loại chuyên đi dòm ngó thiên hạ đó à. Nó là 10 lúa, anh đi ca tơ của tên lính kính. Nè, lấy bao thuốc.
Bữa nay qua Tuấn được cắt hàng cắt. Anh làm ăn cướp chi vậy? Dài dòng lắm. Qua nói với em vậy, nếu qua không làm ăn cướp được, qua đã không làm. Đâu vậy? Còn sớm mà, vô nhà mình chơi. Chào anh Lộ. Như vậy. Trời ơi, đóng cửa mau, đóng cửa. Chuyên mình chặt chết quá. Trời ơi. Gì dữ vậy? Trời ơi, đã ngồi quay cũ tới. Khỉ. Dịp. Năm. Nhà con viên này nó muốn tỏ định đầu, nó muốn... Nghe đây, đáng hay cổ tới thăm hương à mà, bơm vài chút lúc vàng xài đỡ. Nhớ, đúng thứ vàng mà hương nào xiết của mấy người cầm đầu. Hương nào nọ, mở cửa qua lên. Hương nào nọ, mở cửa. Đốt đèn lên. Đừng, đừng ống. Mở lên. Tâm hiểu mở cửa, đốt đèn lên. Mày đem con hương nào nọ. Mày đâu? Mày chạy vô giọng cửa. Trời ơi, chắc chết quá ông ơi. Ông, mở mở mở, mở cửa ông ơi. Nè, tôi làm quốc dân với hai cụ nè. Mày báo hương không được gì vậy vậy, tôi mày phải không? Dạ, với để tôi mở. Ê thầy đội, có bắn thì bắn đi, còn không thì thả xuống xuống.
Mời thầy đòi xuống luôn. Được, được, được. Đồ má bà tét cũng bày đặt làm tàn. Bữa nay tao lấy sạch. Bay đâu? Dọn hết. Xin lại các quan ngàn lại các thầy, xin mấy ông thương giúp tôi. Bữa nay thằng Hương quăng được gì? Tao cho thằng Hương quăng cái luôn. Ông ơi, đừng ông ơi, đừng ông ơi, tôi làm. Ê, nhỏ, đi đâu? Ủa, sao kỳ ôn vậy? Nhà chú em đây hả? Trả cái quả cho bà ta. Bậy thiệt, Hoa không biết. Tha cho đó. Dạ. Xin lỗi chú em nghe. Vâng. bắt đầu ăn cháo. Nam mô Ấn Thọ Đình Hầu Quang Thánh Đế Quân. Nam mô Ấn Thọ Đình Hầu Quang. Đầu mục của đại dương hay cũ mà tao không biết chứ. Thiệt nhờ ơn cháu hết sức gì đó. Quan đại đế linh thiêng đưa cháu tới đêm nay cứu nguy nhà bác. Mày với hai cũ ăn chịu nhau đã bao lâu rồi? Có gì mà ăn với chịu. Đừng gia hàm. Mày tưởng học trò Sài Gòn về đây là có quyền lẻo lự hả? Có phải hai cũ sai mày vô làm nội ứng nhà ông bà nhà tao phải không? Hử? Mày nói vậy chỉ có chó nó tin. Tụi ăn cướp mà cũng bày đặt nghĩa khí. Bộ hai cũ coi mấy các bà của mày lớn hơn bạc ngàn của người khác sao? Để rồi mày coi. Nhà nước công đầu hai cũ về đây, rồi mày giỏi chối nghe con. Phó Tuần Kiểm. Dạ. Công đầu thằng này lại cho tôi. Bọn ăn cướp mà cũng bày đặt nghĩa với khí. Tuần Kiểm, là cơm nước cho chị này. Định giải trốn nè. Lính gác chung bên này họ bắn chết rồi. Mẹ mày, hôm thấy mặt mày là tao đã biết rồi. Ông trò bây giờ ăn cướp cho mày đãi rượu nè, cho mày đãi cơm hải củ nè. Mẹ. Nước muối nè, cậu uống một chút cho tan máu bầm. Đánh không lại người ta rồi bà mua bắt vợ con để bắt bí. Đi theo tôi. Để tôi nhớ lại, đi một mình thôi. Không, tôi không đi đâu hết. Không, tôi giữ. Mày cưỡng lại ha. Tôi không ép. Nhưng nếu chị không đi thì tôi đem xác hai cũ về đây cũng được. Tía đi con, tía đi con. Chú là gì của Hương Hào Ngọ? Bạn của Phẩm,
đi coi hát. Nhưng còn sớm, ghé chơi. Kỳ ôn thiệt. Chúng nhỏ thấy chưa, bọn chó má này lấy ơn làm quán. Biết vậy hôm đó qua lấy ráo. Đứa nào cùng đây? Phó Tuần Kiểm, ông cùng thì ông mở đi. Dạ. Lộ, mày trả ơn chú nhỏ bạn em mày như vậy hả? Chạy lo ngay bữa cơm. Phải có gà quay, lương và nên nhớ tao ăn là phải cố uống đó nghe. Mày cãi tao hả? Tao quỷ lời hứa ngay bây giờ. Còn mày, xách đầy một lu nước cho chú nhỏ này tắm. Phải chính tay mày xách, không được sai ai, nghe chưa? Còn mày, phần mày hả, tao dành cho được, lo phần nước tắm cho tao. Nhớ là nước nóng để tao tắm cho con tao. Còn chú, kiếm xe đưa chú em này về, kéo nhà trong. Dạ, dạ. Thiện, không biết anh đang ở cái thế nào? Thế chơi cha. Bộ chú tưởng chỉ qua là ăn cướp, bọn nó không à. Thằng Hương Hầu Ngọ cho vai cắt cổ, thằng Má Tà Lộ bỏ cờ cộng sản vô nhà người ta tống tiền, thằng Mười Lụa mắt láo liên dòm tất cả quần lót của đàn bà, thằng Hương Quán Đực ăn hối lộ từ nửa xu trở lên, thành so dưới qua chơi mới cỡ cha tụi nó, mới cử giao đầu thôi. Ở đời ân quán phải phân minh, ăn ở phải biết tính biết nghĩa, vợ chồng phải có thủy có chung, một lời nói ra như là tứ mã nan truy. Hôm nay qua hứa nạp mình, trước là để cứu vợ con, sau để tụi nó lập công lớn. Tụi nó mà làm trái ý qua, qua vượt ngục, tay cạo đầu tụi nó. Đã ở trong tay người ta, có khác nào cá nằm trên thớt. Khổng Minh bỏ thành trống mà nằm gãy đờn, còn đuổi Tư Mã Ý chạy té re nữa là. Tụi nó ngu, tưởng bắt được qua là rã đám. Sao tụi nó biết bạn qua ở ngoài còn nguyên đám, gia đình tụi nó lại đông, sự sản lại giàu có. Còn lời hứa của Hoa là khi nào hết dùng trách nhiệm của tụi nó, Hoa mới xuống. Trịnh giấy. Nhưng nghĩ lại cho cùng, họ cũng làm theo lời cũ, nên cơn giận nó cũng nguôi ngoai. Tụi bay sợ tờ cớ của tao chứ gì? Trong công an tụi bay có lính kính tay, muốn thủ tiêu tao. Nói thiệt, tao mà muốn trốn 100 cái hầm, 1000 cái cổng, tao cũng thị như đồ bỏ. Con chịu xử bắn, xử chém gì cũng được, nếu đúng con có tội. Con chỉ mong đừng làm khó dễ anh em của con. Nếu có lỗi, lỗi ở con. Họ nghe con mà đi kháng chiến, tội nghiệp họ. Họ cùng sanh tử có nhau với con lâu ngày. Trong họ, người xấu, người tốt lẫn lộn. Chính phủ có ai xài được thì xài, ai không xài được thì cho họ về nhà mần ăn. Có con thì còn câu thúc họ được, ở với người khác họ dở chứng khó trị lắm cụ ơi.
cho đó. Út Giảng. Mino. Con Mino của tao đâu rồi? Măng thịt, mày biết giá của cháu bao nhiêu không? Ông biết giá mọi người bao nhiêu không? Đủ bay tùng tam tụ ngủ. Ban ngày thì nhậu nhẹt, ban đêm thì cãi cửa nhà người ta. Chắc ông còn tệ lâu hơn. Đêm nhậu nhẹt, ngày công khai cãi tủ thiên hạ. Mày giúp trả trời cái tao hả? Anh lớn đầu mà còn dài. Sao lại viết thư cho cụ Hồ? Đây ra bắt thơ đi cả năm. Bộ anh tính ở tù đục xương sao chứ? Chỗ quen biết, tôi không nỡ để anh chết oan. Ty công an đã ra nghị quyết thủ tiêu anh, hoặc tản sáng mai, hoặc ngay đêm nay. Tôi muốn giúp anh. Đây là chìa khóa cổng. Trốn ngay sau khi tôi ra khỏi hầm. Trốn đi đâu? Hướng nam, đi thẳng gặp lộ 16. Đối xử có chừng đó. À, thằng Phẩm, còn đâu nữa mà kiếm cho mắt công? Bây giờ xin quý anh cho phép tắm rửa cạo râu hất tóc, để ra pháp trường không đến nỗi bệ rạc khó coi. Có ra trường bắn thì cũng phải bỏ bụng cái gì chứ, không thì thành ma đói sao? Thưa đồng chí bí thư, tôi có mặt. Chào đồng chí. Đây là đồng chí Hưng, đảng viên. Đồng chí Hưng sẽ cùng với một tiểu đội, trong đó đa số là đoàn viên, sẽ bổ sung cho đại đội 3. Chào đồng chí. Dạ. Tôi muốn lưu ý với hai đồng chí về một người trong đại đội 3, Tư Chất Cà Đao. Nghe nói chú học trò về đây đã lâu, sao bây giờ mới tới? Lại đơn thư của quán bà Sáu. Dạ. Chuyện gì vậy? Lính năng chịu, không thèm trả, còn đòi bắn người ta. Ai cứu? Ai cứu? Tụi nhỏ thiệt là hết cho nói anh Hai. Anh Hai biết không? Tụi nó xuống dưới, nói là lệnh trên giết chó phòng gian bảo mật. Tụi nó làm một lèo mấy tử thiệt là mập. Chiều nay tha hồ mình ốc. Bây giờ là bộ đội rồi, đừng làm theo lối ăn cướp như trước nữa. Phải tu tỉnh bớt. Tôi nói hoài mà không nghe. Đang điên đầu, chỉ đốc đơn trương kiện cáo lung tung đây. Kiện thì mẹ nó chứ. Anh Hai nói đúng đó. Ta nên dặn anh em, nhớ, mình là bộ đội của nhân dân. Nói với thầy Tư, lo dặn xếp đi Út. Thì chính lính ổng làm rối, nợ thì cũng do ổng ăn nhậu. Chứ ai đâu. Tôi đề nghị, từ nay vấn đề chi tiêu ta giao cho anh Út lo. Thì để thông thả đã. Để chú bắt ngay, để lâu càng sẽ tệ hơn nữa. Từ ngày cái thằng học trò đó về đây, sao tao thấy ngứa mắt quá. Tụi bay thấy không, nó ký giấy không cho bộ đội mua chịu. Tiền của đại đội thì nó giữ hết giáo, làm sao quy hoàng như trước được. Anh Hai mà còn thua nó nữa là hồi hôm tôi định bọn nó họp, thằng Thắng không thèm mời anh Hai. Tôi nghe tụi nó bàn nhau, phen này quyết mạnh tay với thầy Tư. Tụi nó là dân thế nào? Bốn thằng, đầu đảng là thằng Thắng, kế đó là thằng Hứng, còn hai người kia là Út Giảng và Tám Kỷ. Thằng Hứng là thằng nào? Có phải cái thằng nhà quê mặc áo bà ba, mỗi sáng ách tê không? Chính đúng. Nó
Alo, alo, kính mời toàn thể đồng bào đúng 3 giờ chiều nay tập trung tại trụ sở để dự bích tinh mừng lễ độc lập. Alo, alo, kính mời toàn thể đồng bào đúng 3 giờ chiều nay. Thầy Tư muốn chơi kiểu gì, hai đệ tử này sẽ chơi theo kiểu đó. Bữa nay bích tinh lớn, tụi đã canh giác kỹ, thằng Thắng thế nào cũng đọc diễn văn. Mày lựa chỗ tốt, nhắm kỹ cái đầu của nó. Thầy Tư yên tâm, thằng này mà đã nhắm ít xì chạch lắm. Loại này mới nhận ở khu về, rất dạy nổ. Mày thủ kỹ, giải dây cho thằng độc nhỡ, xong rồi buông. Mã đáo thành công. Xong, tao sẽ truyền cho tụi bay mỗi đứa một miếng bi truyền. Chính thầy cũ tao cũng chưa truyền. Chú ý, nghiêm. Chào con, chào. Chào ơi, chào chú. Đồ thúi. Chào cơ. Để cho coi xong con gà biết nói. Mình về xếp vai con gà cục cục này. Nhậu chập hai giờ. Tôi phiền chú đọc diễn văn. Anh chứ. Thủ trưởng mà. Thủ mẹ gì. Chú ăn nói quen. Tôi ăn nói lập dập. Mất danh đại đội mình. Bây giờ tôi sẽ thay mặt đơn vị. Xin lỗi đồng bào nha. Phải, phải. Vô rút kỹ độ mới, áp sát vô chỗ ông chánh vị đang nói. Hãy thấy có gì lạ phải ra tay trước, phải để xa xa mắt. Mở lên, có gì lạ là sao? Có thể có đứa bắn ông chánh thị viên hay ném đồ đạn lên để đài. Nè, truyền lệnh cho các trung đội khác tuần phòng nghiêm nhặt. Dạ. Nên làm gì thầy Tư bây giờ? Còn nghĩ đâu mà làm chứ không làm. Hai cũ. Chắc sợ quá, chạy gần gần đi thôi. Thầy Tư bươn ra lỗ lớn rồi. Thầy Tư, giọt. Để lại mấy nữ đệ tử coi nới quá anh ơi. Ba tôi ăn cướp hả? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng những vụ này xảy ra trong vùng trách nhiệm của đồng chí. Có tức không chứ? Họ nghi đại đội ba mình ăn cướp đó. Dù sao mình vẫn phải chịu trách nhiệm. Tôi đề nghị hai đồng chí tắm kỹ giờ hứng, thay phiên nhau tuần tra phục kích. Ngày lẻ 8 ngày chẳng hứng. Bữa nay 15 lẽ thì tôi. Dạo này anh hai bỏ giật giỏ rồi hả? Kể từ hôm nay không thèm xài một miếng vỏ nào của ông nữa. Chú có thấy mình cho kích mấy bữa là con lộ yên như bàn thạch, mới bỏ kích một bữa là xảy ra lộn xộn ra. Chú nghĩ sao? Một là bọn cướp sợ ta,
Hai là trong đại đội ta có cướp. Đừng làm gì lùm nghe, để tôi. Cậu. Dạ. Cho mời Tám Kỷ. Dạ anh Tám đi tuần tra chưa về? Thằng kia đi đâu? Đứa nào phạm hiếp hả? Đứa nào đang con nít? Đứa nào? Dạ không phải em anh hai. Vậy mày đi đâu dính bồn đây? Đứa này thì tụi mày tánh nào tật đây? Sao mới sao? 5/7. Gấp lên, cuộc họp đã bắt đầu. Sao trễ vậy? Ông hay đi tuần tra bất tử, phải lựa lúc ông rảnh mới dù được đến đây. Kể từ hôm nay, coi như chúng ta đồng lao cộng khổ, sống chết có nhau. Đây là tòa án binh mặt trận. Bị can không có quyền kháng cáo và bản án có hiệu lực ngay sau khi tòa tuyên án. Bây giờ tòa xin nhường lời lại cho ủy viên công tố. Mày bước qua xác chết cho thằng Tám Kỷ này. Các bị can đã không những vi phạm quân luật mà còn có những hành động dã man, giết hại, cướp bóc, hãm hiếp đồng bào vô tội. Chứng cớ đã rành rành, tội trạng đã hiển nhiên. Các can phạm không thể nào bào chữa hay chối cãi được. Trưởng cũng không nên nói nhiều. Ở đây tôi muốn nói đến một người, người chủ mưu, Trần Tám Kỷ. Tám Kỷ là bạn chí thân của đại đội trưởng hai cũ, đã từng chia ngọt xẻ bùi, đã từng chết sống có nhau. Thay vì giúp bạn gây dựng cho đại đội càng ngày càng vững mạnh, càng ngày càng lập được nhiều chiến công, càng thêm được sự tin yêu của đồng bào, thì ở đây
Trái lại, Tám Kỷ đã lợi dụng tình bạn bè Chí Cúc đó để làm những điều tắc tệ như tội trạng chúng tôi đã công bố. Nhân danh quỹ viên công tố, tôi xin tòa tuyên phạt các bị can hình phạt tối đa. Tòa hỏi lại lần chót, các bị can nghe rõ tội trạng của mình chưa? Bản buộc tội có gì không đúng không? Các bị can cần nói điều gì không? Bị can đã không một lời đính chính, tòa xem như bản buộc tội của công tố viên là chính xác. Tòa mời các đại biểu, đồng bào và đồng đội của bị can lên phát biểu. Xong chưa? Thả bàn sớm để con về nhậu chứ. Tụi bay là đồ chết nhát. Tụi thằng Thắng, thằng Hứng mới giáo đầu tuồng tụi bay, tụi bay đã thoát giá lên cổ. Từ đây đừng gọi là bạn bè gì nữa nghe chưa. Tập trúc của tụi ở thành, mắc mới gì hai đứa bay đem ra đây xài xẻ xét xử. Những đứa tao hiếp, tao giết là cha là mẹ hai tụi bay hả? Đây là tòa án bên mặt trận. Tòa án? Tòa án cái con khỉ. Tao không thèm biết tiểu đội, đại đội nào cả. Đây là gánh của hai cụ với tụi tao, gom từng đứa, kiếm từng cây súng mà lập ra. Hồi đó hai đứa bay chui cái lỗ nào tao không biết thắng chiến thắng chung, diệt minh diệt mung gì đó. Lính của hai cụ là ăn cướp, ăn cướp hoài. Nè, bỏ công lẽ dẻo hai cụ bữa đâu mày bây giờ. Đem sự bắn đi. Hai cụ, mày có thấy bọn chó này nó hành hạ bạn mày gì không? Tam Kỷ nói vậy. Trước khi chết người ta nói lời khôn, còn Tam Kỷ mày không nói được một lời phải. Hai cụ, hai cụ, anh hai. Mày ăn thịt gà đi, tao tới sống mày đâu. Dòng hồn mày có trách, tao chịu. Tao có lỗi đã không cứu mày, nhưng lỗi nặng của tao là đã để mày rơi vào chỗ vô phương cứu. Mày cũng biết tao đâu thể nào đầu tay. Là một hớp rượu nghe. Nào muốn đưa thằng Tám thì uống với nó.
Tam Kỳ, giờ con mày tao lo hết. Tao nói với con mày là mày trốn, đừng bắt chước mày. Anh hai, anh lỡ nào để tụi nó bắn bạc anh hai? Tam Kỳ, có sức chơi có sức chịu. Còn một phút chót này, mày nên tỏ ra mày không phải là thằng hẹn. Theo lệnh tôi, vào vị trí. Em đưa súng cho qua. Chuẩn bị. Chào các anh. Anh hai. Đi đâu về ghé vậy? Về phụ với các anh đây. Vậy ha. Các anh hỏi buổi sáng hả? Hứng. Dạ, anh Út. Giới thiệu với anh, đây Minh, đây Hùng, hai cán bộ về tăng cường. Chào ông hai. Mình uống thuốc. Mình hai rồi. Uống nước đi anh Thắng. Dạ quá, để tôi xem. Sao anh? Về đây chắc có chuyện gì. Bộ ông hai quên tôi rồi sao? Chỉ là những trận đánh nhỏ thôi. Vậy hả? Là quá rồi. Anh Lạc, phó tuần kiểm là Minh Thành đó. Hèn gì thấy quen quen. Anh ở tiểu đoàn, nghe tôi về đây, anh tình nguyện theo. Đời như vậy mới đúng chứ. Người tốt, tốt ngay từ đầu. Hưng, dạo này thế nào anh hai? Chú Hưng mà thiếu hội ý thì khỏi ăn cơm. Bữa nhậu mà cũng điền vô chương trình. Cũng còn tạch, áo nào cũng bỏ vô quần. Ổng độc tài quá cỡ, chuyện công mà đụng đông ừ đó, không bàn thảo với ai hết. Nói xin lỗi, ổng vừa dán quần đái vừa hạ lệnh. Hôm trên khu cho mấy cây mọc chê, ổng xách ra đồn bắn thử, chẳng đo đạc ngắm nghía, báo hại làm đám cấy chạy theo điều đứt ruột. Chú Hứng hễ mở miệng là tuôn ra phan, giống y như cô cán bộ dân vận nói với bà má chiến sĩ. Má ơi, con đắm dựng cái nồi mà chưa biết địa điểm hũ gạo. Rồi thì má ơi, xúc gạo bằng phương tiện gì? Ai đời giữa hội nghị toàn huyện bàn chuyện đánh bọn bảo an lấn chiếm. Ổng nói rùm, cái thứ mã tà tét đó mà chưa gì có nhận tới nhận lui. Tôi nói thiệt, tôi vừa gãi giái vừa đánh con rượt tụi nó chạy xoắn cất. Chú Hưng kèm kẹp lên trán quá cỡ. Tụi nhỏ trai chưa vợ thì cũng phải cho nó tán tỉnh này nọ chút đỉnh chứ. Chỉ có mấy thằng có vợ mà còn tòm tem phá gia can người ta thì đem đập chết cũng được nữa. Ổng thưa như cái rổ xảo, mai cho ổng một bộ kaki. Ổng xỏ vô có một bận, hôm sau không thấy, hỏi ổng, ổng trả lời tính rủi, thằng nhỏ mới vô lính ở Trần, tao cho rồi. Nói cho cùng, nhờ có Hứng, đại đội có kỹ cương hơn, chứ để tôi không khéo, tụi nó đi ăn cướp lại. Tôi thấy thiệt ít ai như ổng, chính trị đọc chưa hết trang đã ngái, còn đánh giặc lại rất giỏi, liều lĩnh, táo bạo, mà thương lính vô cùng. Còn nút dạo này sao anh hai? Tôi đã kêu nó là Út Khổng Minh mà. Cũng đồng thời trong làng trộm cướp. Sao mà nó sớm biết việc phải trái hơn người ta quá không biết. Tôi về kỳ này, trước là tăng cường đại đội trong chiến dịch sắp tới. Sau xin phép anh kết nạp Út Giảng vào đảng. Mày không vô đảng được không mày? Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải chọn cho mình một lý tưởng. Tao biết, tao biết. Bộ mày tưởng tao quốc đi quay quay sao? Tao muốn hỏi mày là đã nghĩ kỹ chưa? Đã liệu đủ sức chưa? Làm cộng sản khó lắm. Trung một trong vườn chuối này, trung hai từ vườn dừa này trở lên, trung ba khóa đôi trận huyện. Bộ chỉ huy nằm đây có thể thấy cả chiến trường. Tổ trung liên nằm đây, rút mấy trung liên còn lại về đây, hai trung kia dùng lựu đạn là chính. Nội đồng sẽ rơi chỗ này, chỗ này. Xe lính sẽ ở chặng này, chặng này. Trung liên hai tổ
đang chéo tóm gọn bọn nhảy xuống bên phải, bọn nhảy xuống bên trái là nhảy vô tầm lưới lê của trung 1, trung 2. Phải áp sát, khóa họng ngay, các đại liên, xe nội đồng. Di chuyển đến vị trí không khó, chỉ sợ ém quân lâu không ổn, vì chó dùng này nhiều quá. Nè, tụi nhỏ còn đứa nào bằng được ngày cũ không? Không im thì đừng có trách tôi. Mấy ông thương giùm vợ chồng tôi, gia tài tự sản gom góp mấy mươi năm mới có được bao nhiêu đây thôi à. Tay nó rành vợ chồng ông bà quá mà. Nó giữ biết vợ chồng ông bà với tụi nó là một. Bây giờ bà có la lên thì tay đến cũng chỉ làm lễ truy điệu cho bà thôi. Thầy Xu, có nhà không? Thầy đội ra trước, chút nữa tôi ra sau. Anh ta đêm nào cũng ngủ đồn gò xoài, sáng mới mò về, thường uống cà phê. Ta Diệp Minh đâu phải ma quỷ đâu mà sợ. Bà có biết ông hay cũ không? Nhớ bây giờ ông hai ở đâu? Nghe nói bỏ nghề lâu rồi mà. Bà không bỏ nghề, còn tôi bỏ nghề lâu rồi. Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, ông hai, ông Diệp Minh. Ủa, nhớ rồi, nay lớn đại á, vợ con gì chưa? Quang đi chơi sớm. Thầy Xu có nhà không? Dạ có, nhưng Quang đừng có vô, thằng con của thầy bị dịch hạch. Là best. Tôi đâu biết bét bít gì, người ta nói hạch chuột. Nó ác lắm, nó lắc vú không biết mấy cô rồi. Đừng, anh hai, buông ra, để tôi. Chắc chắn quá.
đang nói đông đâu. Theo lời tôi. Nhà vui không anh? Chị và các cháu đâu rồi? Chú ba. Mình vợ chị hai. Ủa thằng mới đó anh? Ồ, thằng đó nó nhổ giò cao gần bằng chú rồi. Nhưng lông mày nó rậm anh chưa? Chúc mừng ông tiểu đoàn trưởng. Ôi chú mày sao? Chú Thắng đi chưa hứng lấy vợ chưa? Hứng lấy vợ? Hồi nào vậy? Để ăn rồi hãy kể. Thôi đừng có nói. Sao anh? Ta nói chuyện như bể bụng mà nó làm tôi cũng muốn bể đầu. Chỉ có Út Giảng là giỏi. Dạ. Kính chào anh chỉ huy ạ. Mời con ngồi. Dạ thưa, em học sinh trường áo tím ở Sài Gòn. Mời cô. Thích kháng chiến nên em trốn nhà đi đó. Nghe nói vùng này có một đại đội về quốc đoàn. Em tính xin đầu quân. Không biết mấy anh có nhận cho không? Sở dĩ em chọn vùng này là vì ở đây đất khô, lại có cây cao bóng mát. Chứ ở Đồng Tháp, trời ơi, em sợ đĩa lắm. Cô có thể... Dạ thưa, em cũng biết chút ít về thuốc men. Dạ, tùy anh bố trí việc gì, em cũng làm được hết. Vậy hả? Hồi ở bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn, em biết không, dưới quyền anh là một lô nữ y tá đẹp như tiên. Mà nghề thôi khỏi chê mà tôi... Dạ chào anh... các anh các chị. Chào anh. Cô Yến có thể làm những gì nào? Dạ em có học sơ qua nghề thuốc. Em biết lấy temperature, tim intravenous, sucutane, làm lavement, pansement, Quiratage. Dạ, em mới học có chừng đó. Có gì anh dạy thêm em nha. Chừng đó ở đây cô có thể là mê sanh rồi. Không ngờ anh Thạnh là người ngâm thơ thiệt hay, mà trị bệnh cũng thiệt tài. Ôi, cái thứ học trò lêu bêu, không có chó bắt mèo ăn cứt. Giao quân y cho gia, chẳng khác nào giao trứng cho ác. Nhớ lại, gia vợ con đùm đề rồi. Anh hứng mới từng đó tuổi mà đã làm tới chánh trị viên, sau này thì phải biết. Cái đồ dốt đặt cán mai, phải cán gì?
chẳng qua là nhờ ông Thắng đỡ đầu. Cái đồ chăn trâu mà cũng bày đặt bỏ áo vô quần. Tôi nghĩ cô Yến vào đại độ ba không ngẫu nhiên. Việc làm quen với hứng đầu tiên càng nên suy nghĩ. Ôi, chuyện trai gái mà hơi đâu không biết. Còn giao bất hòa với Hứng và Thành thì nhất định không phải vô ý. Thì trai chưa vợ, gái chưa chồng, một mái tới hai cột, chuyện đó là thương tình. Nè, bộ hồi ông chưa vợ không tranh mái với cô nào sao? Nhờ chú Hai, chú Út và toàn thể đơn vị, tôi rất hạnh phúc được xây dựng gia đình với anh Hứng. Tôi hứa sẽ đặt hạnh phúc riêng trong hạnh phúc chung. Trước có một mình thì cố gắng một, nay đã có đôi bạn, tôi sẽ xin cố gắng 10. Con nhỏ ăn nói khôn. Kỳ ố vậy? Anh Hai thấy đó, Yến với em yêu nhau thiệt mà. Hạnh phúc kia chú mày. Dạ. Cổ hâm, hãy tôi liếc mắt cô nào, cổ tự tử liền. Anh Hai, công việc của đại đội tôi đã sắp đâu vào đấy cả rồi. Ngày mai xin phép anh đưa Yến ra rẫy đại đội nghỉ một tuần. Cảm ơn anh Hai. Đồ quỷ cái. Hưng ơi, Hưng, qua nhà ông Hưng. Chú Hai đó hả? Đi đâu sớm vậy? Không chỉ là quỷ cái mà toàn bộ hồ sơ lý lịch của cán bộ đại đội đã biến mất. Đầu lọt vào vị trí đại đội 3 rồi. Đội hình có hơi khác với tên trinh sát. Không sao, nổ mìn vẫn đại 1, hơi tiếc đại 3 ở không.
anh Hứng chắc khó qua, phỏng trên 90%, không có cách nào cứu nổi. Thưa đồng chí chính quỹ, tôi nhận xét tình trạng sức khỏe của đồng chí Hứng với tư cách một thầy thuốc và với tư cách một cán bộ cách mạng. Tôi tin đồng chí. Anh hai, bon. Tôi khỏe rồi. Chú Hứng ra sao? Hứng. Anh hai, anh Tăng, tôi với anh giới thiệu anh hai vào đảng.